Thân ái mến chào quý em và con cô bác ha. Hôm nay bên em cũng gần hoàn thành xong cái bộ sản phẩm đồ sinh hàng của em 4T86. Đây, cái này là sản phẩm của em. Này là chưa hoàn thành nha bà con cô bác. Này mới có được khoảng cỡ 7% thôi. Còn 30% nữa chắc cũng cỡ 2 ngày nữa mới rồi. Này chơi xương hồng, mua đồ chơi nha. Bên em làm thì giá cả nó bình dân, bà con cô bác nào có hay hơn làm đẹp hơn thì cho qua khỏi kho xem clip này ha. Vì số anh em thấy clip này, em mỗi lần clip em đăng lên là thấy cà khịa, không biết tại sao đó. Em đăng clip lên đâu có liên quan gì mấy anh đâu, đâu quan hết của mấy anh đâu, ta cứ lên gạt hiện chiến làm để nói chung là khỏi đam mê thôi chứ. Đây mà cô bác hàng coi ha, hồi xưa hàng gió nè, coi vô đây, đây là đường nước mà vô bình nước ngọt, ngọt chả ga ra. Còn cái này thì qua bên siêu hàng nhớt, siêu hàng nhớt dòng ga, siêu hàng nhớt thì vô turbo, đây đường nước dòng ga, gần hoàn thành hết trơn này, bật 70%. Turbo này không biết nó hú hay không nữa, tại vì em không có làm đồ. Qua những mấy cái trước làm turbo hú thấy turbo nó mờ hư quá. Thôi này nó đạt được bao nhiêu đạt chứ gắn chạy cho nó mạnh thôi chứ hú mờ hư quá bà con. Hú rất là mờ hư nha. Mời tiến hành phần bơm trộn với đường nước vào, rồi thấu các đường ống, rồi làm đánh bóng là xong. Thì hứa gì thôi, ngày mai cũng có thể rồi. Đây quay bà con nè, cô bác nào coi vui chơi tham khảo nha. Giá bình dân thôi nên làm này nó không đẹp đẹp lắm hay không kỹ thuật lắm nha. Đây là đường nước cũ của nó, chừng nào có thời gian xong xuôi cắt ra bỏ. Bốn tay 86 rồi, xin chào quý em bà con.